Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại ở kênh Đạt Xe Tải. Ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ một cái dòng xe, những cái điều mà em biết để chọn được một cái chiếc xe ô tô tải cũ dòng tấn tư K3000, dòng xe nhập khẩu Frontier cũ mà có chất lượng. Thì đây là một cái dòng xe đời 2002, nó gọi là Frontier mà nó cũng giống như dòng xe K3000 vậy. Thì dòng xe này từ 2003 đổ về trước thì nó là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Giá của chiếc xe này thì nó là 125 triệu thời điểm bây giờ. Còn ngày hôm nay để mà chọn được một chiếc xe như thế nào là chất lượng, như thế nào là không đâm va, như thế nào là không bị mất giá, thì chia sẻ với cô chú bác cách để chọn một cái dòng xe nó phù hợp không những với chất lượng mà còn phù hợp với giá cả, phù hợp với công việc của chú bác. Thì đây là một cái mẫu xe đầu tiên nói về cái nhu cầu. Thì đây là một cái dòng xe thiết kế là hai đằng trước đằng sau là chạy nhíp, nó rất là khỏe, nó phù hợp với lại những công việc chở hàng nặng, chở trâu, chở bò và công việc nặng chở khoảng 3 tấn, 4 tấn thì vẫn cõng hàng được và nó không bị tròng trành như cái dòng xe K2007. Nó không phải là chạy nhún mà nó chạy bằng nhíp. Thì đấy là cái thiết kế và nhu cầu. Nếu cô chú bác cần chở hàng to, hàng nặng khoảng 4 tấn thì đây là một lựa chọn sáng suốt hơn là cái dòng xe K2007 như thế này. Đó. Thì nói chi tiết về mẫu xe này, nó là đời 2002 cho nên nó là Frontier nhập khẩu. Thì nó là cái dòng tấn tư và hạ tải xuống còn tấn thôi. Và nội thất nó sẽ khác. Nội thất nó sẽ khác. Nó sẽ phần trần này nó sẽ có đồi mồi và nó sẽ khác. Đây. Đây nội thất tất cả phần trần của dòng nhập khẩu nó sẽ khác như thế này. Thì phần nếu mà Kia K3000 bây giờ nó không có phần như thế này. Và chiếc xe này nó được có cả những cái phần hệ thống loa đài, volume, mic ở trên phần trần như thế này nữa. Đó. Và thiết kế trần thì nhập khẩu như thế này nhìn nó hầm hố và nó đẹp hơn. Đó. Tiếp theo là phần xe nó có nguyên bản hay không, nghĩa là nguyên form hay không, tức là xe không va chạm, không đâm đụng. Chúng ta xem những phần nào thì chúng ta xem đây. Tất cả những phần nó sinh ra phần đường keo chỉ, nó là phần tem bảo hành của nhà máy. Cho nên là chúng ta xem tất cả chi tiết logic từ trong cho tới ngoài, từ đầu cho đến đít, từ trên cho tới dưới. Đó, nó nguyên form. Và chúng ta xem cả những phần mép dưới này. Nhiều người xem bỏ quên phần mép dưới này. Đấy. Tất cả những phần như thế này gọi là cột này. Phần cột chữ A này. Như thế này. Thì chúng ta cũng phải vạch văng ra thì những cái phần cột chữ A như thế này. Đấy, cột chữ A như thế này. Đây, như cái vế bên này chẳng hạn. Thì theo năm tháng như thế này là nó có một chạm một tí nhỏ nhỏ ở phần này. Đấy, nó ví dụ như là như cái phần này chúng ta có thể mất khoảng đây keo chỉ nó vẫn còn. Keo chỉ này nó vẫn còn thì ở đây thì nó không phải là đâm đụng mà nó do thời gian nó mọt mẹt đi. Đấy, còn đâu keo chỉ nguyên zin này. Đây. Tất cả không ảnh hưởng gì, cái phần này không ảnh hưởng. Còn keo chỉ nguyên zin và đinh bấm nguyên zin này thì nó sẽ như thế này. Đấy. Tại vì nó theo logic mà. Ví dụ khi mở cửa hoặc như nào nó tì vào thì nó sẽ cũng gây ra hiện tượng như thế này. Còn nếu mà xảy ra đâm va ấy thì những phần logic như phần máng nước này. Đây, như phần máng nước này. Đấy, nó sẽ có bị tác động. Đấy. Thì ví dụ một cái chiếc xe đời 2017 hoặc là 2008 2009 đi chẳng hạn thì đây là những cái chiếc xe đời cao thì những cái lỗi này nó không được phép. Còn những chiếc xe đời nó sâu rồi thì những cái phần nào chúng ta chấp nhận được thì chúng ta vẫn chấp nhận, còn nó không động chạm đến khung sườn máy móc quá nhiều thì chúng ta vẫn chấp nhận được. Đó. Tại vì tất cả phần đinh bấm này, keo chỉ này là sinh ra là như phần tem bảo hành của nhà sản xuất rồi, cho nên là chúng ta dễ dàng để xem được. Và tất cả phần đều có đinh bấm nhé. Phần cột này cũng đều có đinh bấm này, cô chú bác xem này. Đó. Và đây là phần thùng e-lốc. Tất cả phần thùng e-lốc đóng rất là kiên cố và chắc chắn. Phải nói rằng người chủ cũ thì đây là phần mà người ta làm để mà
mà phục vụ công việc của người ta, cho nên họ mới làm kiên cố như thế này thôi. Mua xe cũ nhiều khi em tìm được những chiếc xe mà nó không giữ được cả phần lốp này mới thay này. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta xem phần cabin, xong chúng ta xem phần thùng. Chúng ta xem phần thùng này. Chúng ta sẽ xem phần thùng. Đây là phần thùng, ở trong họ đã lót sàn inox hết rồi. Trước chắc là họ chở gà hay là chở gì đấy, cho nên là họ mới làm chắc chắn như thế này. Tiếp theo là tất cả phần sàn sóng này. Sàn sóng này, tất cả phần sàn sóng, những cái vẹt này nó không bị võng xuống, không bị võng xuống, không bị vỡ ra, chassis không bị vỡ, nó liền lạc như thế này. Thì đó là phần một cái chiếc xe mà họ phải chăm chút, họ phải giữ gìn, và người ta cẩn thận, họ phải đệm thêm một cái lớp cao su nữa. Đấy, rất cẩn thận. Đời sâu rồi, đời sâu rồi, cho nên là những cái yếu tố, chúng ta chỉ xem những yếu tố cơ bản chi tiết thôi. Bảo đẹp thì cũng không thể là đẹp được. Ví dụ như là phần sơn xi này thì nó có cho phép được bắn tỉa. Đó, sơn xi nó cho phép được bắn tỉa. Còn đâu là điều hòa lót sàn đầy đủ thì đây là cái chia sẻ với cô chú bác anh chị. Cái dòng xe tuyệt vời như thế này. Và nếu đang tìm một cái mẫu xe trên 100 triệu để chạy chở trâu chở bò, chở hàng lặng ở miền ngược hay miền xuôi thì đây cũng có thể là lựa chọn. Cần tư vấn thêm hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hotline 0973950666 0975672888. Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và kính chúc cô chú bác anh chị chọn được những chiếc xe ưng ý, phù hợp với gia đình. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4 K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.